Không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm, thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn. Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này không mà đầy. Đừng bao giờ nhìn người khác giỏi ở một lĩnh vực nào đó và mình phải cố gắng giỏi y hệt họ, bởi vì mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Thế nên người ta mới nói là đừng bao giờ đánh giá con cá qua khả năng leo cây của nó là vậy. Em phải tìm ra được thế mạnh của mình để mình tự tin với nó, chứ không nên so sánh với người khác. Còn nếu như có so sánh ấy, thì so sánh với chính bản thân mình ấy. Xem ngày hôm nay so với ngày hôm qua mình có làm tốt hơn không. Chào mừng quý khách mang mã số 2005 đến với chuyến bay mang số hiệu 2023. Chuyến bay khởi hành từ lớp 12 và hạ cánh ở sân bay duy nhất mang tên trường đại học. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt các thiết bị gây sao nhãng. Chỗ ngồi của quý khách đã được chuẩn bị đủ sách vở, bút thước, đề luyện để sẵn sàng cho chuyến hành trình chinh phục vinh quang. Lưu ý rằng trong quá trình bay, máy bay dễ đi vào các vùng nguy hiểm như bão mất gốc, mưa điểm kém. Quý khách cần giữ bình tĩnh, tiếp tục học tập nghiêm túc để nhanh chóng vượt qua. Chúc quý khách có một chuyến bay may mắn, thành công, 2023 rực rỡ. Gửi đến cậu, người luôn nỗ lực hết mình. Phải, thế giới này thật sự tàn nhẫn. Có thể con người ta sẽ bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, dứt đầu mẻ chán, có khi còn chẳng muốn bỏ dậy nữa. Nhưng có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sau này sẽ trở nên khác biệt. Đừng nhìn về quá khứ nữa, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng. Hãy cứ hết mình ở giây phút hiện tại, mọi thứ chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta nhất định rồi sẽ ổn thôi. Nghĩ chúng ta sống vì chính bản thân mình, việc ta được sinh ra đã là một điều may mắn. Vì vậy, ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống không cần những điều quá cao cả, xa xôi. Ta chỉ cần sống vì chính ta, vì ước mơ hoài bão của ta và vì những người mà ta yêu quý nữa. Vì ta chỉ được sống duy nhất một lần nên ta phải sống cho thật trọn vẹn. Làm những điều mình muốn, ăn những món mình thích, ở cạnh những người ta thương yêu. Từng đó cũng đủ để ta cảm thấy rằng là mình đang sống vì điều gì rồi. Vì thế, ta không cần phải phức tạp hóa cuộc đời của mình lên để tìm kiếm những điều quá lớn lao chỉ vì muốn chứng tỏ chúng ta sống vì nó. Người em, người con gái đang âm thầm cố gắng với những tổn thương. Thật mong thanh xuân của em có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu thương. Thật mong em không phải cô đơn, có người mong nhớ. Trên đường dài phía trước, luôn có người đồng hành. Cuộc sống thật sự rất khác với những gì bạn thấy trên sách báo, phim ảnh. Không phải cứ nỗ lực hết mình cho thứ gì đấy thì nó sẽ thành công. Có những người rất cố gắng, rất kiên trì, nhưng vì thiếu đi một chút may mắn nên cả đời vẫn dậm chân tại chỗ. Không phải chỉ có người tốt mới đạt được cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Có những người đi lên từ việc lừa đảo, lùa gà, nhưng họ vẫn có nhiều tiền, có một cuộc sống ấm no, thoải mái đấy thôi. Nhiều người sẽ bảo là kiếp sau bị quả báo, nhưng đó là việc của kiếp sau. Còn kiếp này rõ ràng họ đang sống rất tốt, thậm chí là còn tốt hơn đa số trong chúng ta. Khi mà chúng ta vẫn còn đang ngày ăn cơm ba bữa bố mẹ nấu, thảnh thơi có thể là sáng đi học, chiều đi làm thêm rồi về nhà nằm lướt TikTok, thì mấy đứa bạn cùng lớp đã gần như được định nghĩa là chạm đến thành công rồi. Rồi bạn bè trong lớp đua nhau học, được học sinh giỏi này, được học bổng này, học bổng nọ này, đi học thêm đủ thể loại từ năng khiếu, đàn hát, vẽ vời, xong rồi lại có đứa làm hot TikToker kiếm được đầy tiền nữa nhá. Mà bản thân chúng ta cũng học đấy chứ, cũng cố gắng trau dồi kiến thức, chăm chỉ mà lại không bằng những bạn khác. Rồi về nhà lại còn thêm con nhà người ta nữa thì thôi. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có sự tự tin, dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người, nhưng sự cần cù sẽ thúc đẩy một con người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy là một người mà đến cả bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành, và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy, hoàn thành tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày, đều đặn ngày này qua tháng nọ. Bỏ cuộc hay là không,
chỉ là kết quả của sự cố gắng mà thôi. Từ bỏ hay đi tiếp, nó chỉ là khoảnh khắc bạn quyết định sau một quá trình cố gắng của bản thân. Đây là ý kiến của riêng mình. Vậy còn bạn? Vì sao chúng ta lại không thể dừng việc suy nghĩ quá nhiều? Overthinking, hay còn được gọi là suy nghĩ quá mức, là tình trạng khi chúng ta dành quá nhiều thời gian phân tích vấn đề hay những điều đã hoặc chưa xảy ra trong tương lai. Điều này sẽ dẫn tới một loạt các triệu chứng như mất ngủ, khó tập trung, gây lo lắng chồng chất lo lắng và tạo ra một vòng luẩn quẩn mãi không thoát ra được. Những kẻ overthinkers có thể tìm kiếm ra hàng trăm tips hướng dẫn cách để ngừng suy nghĩ quá mức như tập thể dục, thiền, đọc sách, cố làm cho bản thân bận bịu để khiến cho chiếc đầu ngừng nhảy số. Thầy tin rằng các em chỉ cần cố gắng hết sức thôi, tin tưởng vào chính bản thân của các bạn ấy, thì những cái điều các bạn bỏ ra nỗ lực chắc chắn là sẽ thành công. Thế còn lúc chúng ta như này mà áp lực mà bỏ cuộc thì ai cũng làm được, và điều phi thường sẽ đến từ những điều mà các bạn cố gắng, không có áp lực, không có kim cương mà cố lên nhé. Sống là chính mình thực sự khó nha các bạn, nó không phải ở xã hội đâu. Mình nghĩ rằng khó nhất chính là rào cản vô hình trong đầu bạn. Không có rào cản xã hội nào mạnh mẽ bằng rào cản tâm trí bên trong chính bạn. Nó mới là cái kìm hãm bạn nhất chứ không phải những người khác. Kẻ thù duy nhất của chúng ta là chính mình. Cái chúng ta cần vượt qua là chính mình. Đó mới là kẻ thù mạnh nhất. Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ dễ dàng làm những điều bạn muốn hơn. Khi bạn cố gắng lên, cô đã chỉ cho các con đường rồi. Bây giờ là các con chạy giúp cô. Bởi vì có một điều rằng là cô không thể chạy giúp các con được, mà các con vẫn phải tự chạy. Cô chỉ có ngồi bên lề đường cổ vũ các con. Các con ơi cố lên à, các con ơi chạy đi, cố gắng lên. Cái đích ở phía trước rồi, đúng không? Chăm chỉ lên, cố gắng lên.